Cái video thông báo là cái kênh channel Ngân Lumi Rosy được đang xem chiếc like rồi nữa là sẽ quay trở lại hoạt động sau một thời gian bị xóa channel. Hay lắm. Thì cái video cái channel đợt này là chỉ làm là không có mẹ mình hay là em mình nữa. Vì đây là một cái điện thoại mình quay lén, ừ thì đó, cho nên cái số lượng video chắc là cũng chả có hấp dẫn như trước nữa. Mấy con chuột thì cũng chả còn, chắc chủ yếu quay ba cái tào lao mà. Nhưng mà có ủng hộ nha.